Làm sao ngã lối? Mẹ đến cao mẹ... chú thấy cái nhà nó xây bao nhiêu tấm mà nó còn vẫn vá được. Cái này ăn thua thì không ăn ngon thì không ăn. Thì hơn tí. Giờ tiền thợ là thấy nổi ông lọ ông quốc không 1/3 cái nhà đó. Nói có chú cái ví dụ nhà xây 1 tỷ giờ ông phải 300 triệu. Làm sao mà vào được đó? Cái nhà chú mà xem cái thằng này hay à? Cầm bay mấy anh em tất cả đồng lòng quay phim hết nha. Thấy sót không cho mình ta nhiều cái người. Thì nó mất hết gì à. Sao đi đi này. Mấy cái này đứng đây làm gì? Nhậu đừng nhà với che khúc này biết đâu dân nó vô được không cho nó vô được nào nhậu đi đại đường trước tại vì vô vô chốn sao nó bao động đấy kia mấy người đằng kia kìa mà anh đi dẫn mờ đi vô hết luôn sang bằng xe vô xúc luôn rồi anh đi đủ na thì đi mấy chạy tải vô xúc luôn rồi ba cái nhà ống này nó gõ cái gõ chỉ khi em ấy là bị nhà tắm mà đúng, là chụp băng thôi. Đúng rồi không thấy sắt ta đâu sắt đâu đất khúc sâu đúng rồi làm gì đến tiếng cái nhà kia không đến tiếng nhà này cứ tắt băng hết đẩy hai bên dẹp hết bên đó một cái à một cái lên đây tát vào mồm dưới lòng kìa sáng thì chưa ăn sáng à cái thằng này máy múc này đi làm cái này máy múc này trở nó trở xuống luôn chứ có nào làm trở đây là thuê tan ngay làm sao đến tiếng nó mới xây rồi chưa đứng yêu đấy rồi cái này nó ăn kia gì là to rồi mới đó phải chịu tháo con cũng đỡ quay tới chưa quay tới tới chứ bác gần lại máy của bác còn rõ hơn máy của cháu ấy. Hơn một mắt thật hơn một mắt nét hơn mà người ra chơi rồi vô mua ngon ạ, toàn ổng luôn. Giờ vô mua giờ vô mua tô nó rẻ lắm chú, giờ vô mua tô nó rẻ lắm. Đúng rồi, đây đường qua nào nó muốn đấy. Khổ quá.